Thưa quý vị và các bạn, hàng năm khi những thửa ruộng lên những lớp mạ non xanh, những nương chè bắt đầu cho thu hoạch, cũng là lúc bà con dân tộc Tày ở các thôn bản người Tày, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà tổ chức lễ cầu mùa. Đây là nghi lễ quan trọng, đánh dấu thời điểm bắt đầu một vụ mùa mới với mong ước cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người trong bản có được cuộc sống no đủ. Lễ cầu mùa được tổ chức vào tháng 5 âm lịch, ngay sau khi bà con nông dân người Tày ở các thôn bản trên địa bàn xã hoàn thành việc gieo cấy lúa mùa. Ở mỗi thôn bản, người dân xây dựng nên một ngôi nhà trên một gò đồi cao, tương đối bằng phẳng. Người dân bản địa thường gọi là đình làng để cúng thổ công thần rừng. Đây cũng chính là địa điểm bà con trong thôn tổ chức nghi lễ cầu mùa, một nghi lễ duy nhất trong năm để cầu mong mưa thuận gió hòa cho một mùa màng mới bội thu, nhà nhà khỏe mạnh, hạnh phúc. Cũng là từ ngày xưa, từ các cụ về rồi, có nhà bây giờ cũng là duyên hay cúng là được có nhà ba đời rồi. Đấy thì bây giờ với đời này là đời thứ tư thì chúng tôi không hề bỏ được. Thì hàng năm có nhà cúng thì cũng rất là nó phù hộ có nhà cho thôn về phát triển kinh tế, có nhà xã hội, nhưng mà làm cho nó thế nào cho nó được bản làng ấm no hạnh phúc. Buổi sáng ngày làm lễ, mọi người chuẩn bị đồ cúng nấu nướng. Phần cúng thổ công diễn ra ở chính đình làng và phần cúng thần rừng diễn ra ở gần đó. Thầy cúng do những người có uy tín trách nhiệm với cộng đồng và được truyền nối qua nhiều thế hệ trong thôn thực hiện. Sau khi công việc gần hoàn thành, người dân thường ra bãi đất rộng gần đình làng cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống lao động sản xuất. Với mỗi người dân trong thôn, đây luôn là ngày được mong chờ trong năm để gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và tăng thêm tình đoàn kết cộng đồng. Ngoài những lần họp thôn thì cả năm chúng tôi mới có dịp cùng nhau lên đình làng để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu. Tất cả đều háo hức mong chờ đến ngày này sau khi hoàn tất công việc đồng áng. Với mỗi người dân, đây là tín ngưỡng quan trọng trong đời sống tâm linh, gắn kết tình cộng đồng và chia sẻ những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Với đặc thù là xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Hà, người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, trong đó cây lúa có vai trò đặc biệt quan trọng. Những năm gần đây, các loại giống lúa mới được bà con đưa vào sản xuất cùng với khí hậu ôn hòa, sự cần cù chịu khó của người dân đã góp phần tăng sản lượng lương thực, không còn tình trạng thiếu đói như những năm trước. Chính vì vậy, nghi lễ cầu mùa được người dân nơi đây tiến hành chu đáo, tôn nghiêm và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc địa phương. Việc làm này cũng được cấp ủy chính quyền xã quan tâm tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn và phát huy trong cuộc sống cộng đồng. Chúng tôi vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thứ nhất đó là về cái văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rồi là các phong tục tập quán như là lễ cúng mùa màng, bội thu thì chúng tôi vẫn tiếp tục vẫn giữ gìn cái bản sắc. Rồi thứ hai nữa là trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người dân để khơi dậy những cái bản sắc dân tộc. Nghi lễ cầu mùa là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng phổ biến của dân tộc Tày, xã Bản Liền. Đây là phong tục tập quán mang đậm nét văn hóa truyền thống, kết hợp hài hòa giữa đời sống tâm linh và tinh thần đoàn kết dân tộc. Mặt khác, với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hóa còn mang đậm bản sắc truyền thống, con người thân thiện, mến khách. Bản Liền bước đầu đã trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá du lịch trên cao nguyên trắng Bắc Hà trong giai đoạn hiện nay.